Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Anno 1404 tiếp. Thì nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta là có vẻ như nó sẽ liên quan với bên quân đội các bạn ạ. Trong tập trước thì có một cái ông bạn mà nhìn có vẻ như không liêm lắm cho đến gặp chúng ta, nhưng mà chúng ta dẫu muốn hay không thì chúng ta vẫn phải chấp nhận ông ấy như là một cái thực tế không phải tránh khỏi thôi. Rồi, ok. À, cái ông này nè, mặc dù biết ổng là người của bên tôn giáo rồi nhưng mà nhìn ổng không liêm cho lắm. Mà với mấy cái thể loại game này thường nó hay chơi theo cái kiểu đó là nói sao ta, đầu tiên sẽ là đồng đội nhưng mà về sau sẽ là kẻ thù ấy. Rồi vừa vô là ổng đòi mình phải cung cấp cho ổng là rượu và gỗ. Ông này thì ổng nói là mình có thể xây cái chợ để mà mở rộng cái ra. Tại tập này mình nãy mình đọc cái tên của nó thì hình như là mở rộng các bạn. Mình phải mở rộng và mình phải hợp tác với bên quân đội. Rồi ok ok thôi cũng không sao. Rồi để xem nào, nhà cửa của mình ở đây là về hết cũng ổn rồi. Cái này là cái gì thì cái này hình như là nâng cấp thủ công, mình để gì để nâng cấp thiếu rượu nên nó không lên cấp cái nhà được. Rồi để mình xem nào, bây giờ bắt đầu mình phải lo tới rượu. Bây giờ nhiệm vụ của ổng yêu cầu mình là mình phải đem tới cho ổng là 3 rượu và 15 con cá. Rồi ok, giờ phải đi trồng tỉa trước. À, gỗ với công cụ thì mình không thiếu cho nên là từ từ để coi nào. Giờ mình ta lo tới cái rượu rồi đi. Rồi chúng ta có một cái nông trại. Mấy công việc sản xuất trong game này mình để ý là mình phải luôn luôn xây nó ở trung tâm nha, sau đó là mình mới cho xây đường để mà nối vô, chứ không phải là mình xây nó sát đường ngay từ đầu. Rồi từ từ đó nào. Từ khu vực cảng này mai này nó sẽ phát triển cho nên là mình phải xây ở chỗ khác. Ông kia ổng nói là mình có thể xây cái công trình chợ để mà mình mở rộng ra. Rồi ok. Chắc vậy rồi. Mình nghĩ là mình xây lệch lên một xíu vậy đi. Từ đây đi lên đi các bạn, mình nghĩ là bên này sẽ hay hơn. Excellent. Rồi ok ok, đúng rồi đó. Ông này mình để ý rồi. Qua bữa giờ mình chơi mình không để ý, mình cứ nghĩ ổng là trợ lý của mình, không phải dạng như ổng là tiền bối đang hướng dẫn cho hậu bối thì đúng hơn á. Các bạn biết là sao không? Mình coi vô mấy cái hòn đảo này nè, mình sẽ thấy một điều á là bấm vô cái đảo qua thì nó sẽ hiện lên cái hình của người đó. Thì tức là cái đảo bự bự này là của ông này, cái ông Lord Richard này là ổng làm chủ cái đảo lớn nhất, ổng chính là thống đốc của cái này luôn á. Ông này thì đang quản lý cái đảo bên này nè. Mình với ông này là quận trưởng, ông này là người mạnh nhất luôn. Nhưng mà ông này có vẻ như là ổng có quân đội ngon hơn, tại nhìn bên kia ông kia thấy quân sự, dân sự là chủ yếu, ông này là quân sự nè. Có hiệp sĩ, có đồ luôn, trông kinh khủng lắm. Rồi ở đây mình xây một cái chợ ở đây, nói chung là cái này giống như một cái kho nó kết nối nhau các bạn. Rồi bây giờ thì mình phải bắt đầu mình đi xây dựng nông trại hay cái gì đó. Rồi sao bây giờ tài nguyên không thiếu. Rồi cái này giờ mình này cái chỗ này hình như là trồng trái cây. Rồi mình sẽ xây tạm ở đây đi. Nhưng mà cái này là hình như phải bấm vô đây nó mới chịu nè. Rồi ruộng. Oh no. Rồi xong. Goods are piling up in this plant, but there's no road. Nhưng mà phải có đường kết nối vô thì mới được. Your storage will soon be full of lovely cider. Rồi, nếu đã như vậy thì mình xây hai cái này nó nằm kế bên nhau luôn. Vậy đi. Rồi vô tiếp. Chà, nãy mình xây xích lên xíu là ngon rồi. Sao coi như là mình có một cái đường mình kết nối vô vậy cũng được. Phải mà phải có cái đường nó nói vô này, tại cái đường kia nó đâu có nói vô tới đâu. Lại thêm một cái bụng binh nữa rồi mà thôi không sao, tại cái này nó là cái chợ mà nó phải có liên kết giống vậy mới đúng bài. Rồi
rồi, đây. Vậy là giờ dân mình là sắp có rượu uống rồi. À, ok ok, hay 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 hay. Rồi, dân ta sắp có rượu uống rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình mới cho tàu mình vô mình lấy nè. Ông kia ổng đòi mình là cái gì đây? 15 con cá và 3 cái rượu. Rồi, ok. 15 cá và 3 rượu. Ok ok. Đây. Bây giờ mình biết cách mình đổi qua cái này rồi, nó rồi xong rồi, đây hy vọng là ổng thưởng cho mình cái gì đó rồi. Đây ông bạn, ông này là đồng cấp của mình thôi, không phải cái gì đó quá con kinh khủng đâu. Cái chợ này là nó quản lý tối đa được nhiêu đây, nói chung là cái này là chợ chính, còn cái này là chợ nhỏ các bạn. Nhưng mà cái này nó hình như nó mới cho xây nhà dân nha, còn cái này hình như nó không cho xây nhà dân các bạn ạ. Tại bây giờ mình thử bấm vô xây nhà dân thì cái chợ này nó không cho phép nè, cái chợ này dường như nó chỉ phục vụ sản xuất thôi. Nó không có phục vụ dân sinh các bạn ạ. Rồi đây thêm nhà dân cái đi rồi tính tiếp. Đường thì nó cho xây. Chà, đường về nó lại bị lệch nhau pha vậy. Thôi đó bây giờ thì không sao, nhưng mà mai này phát triển giao thông nó sẽ bị dở cái chỗ đó. Giống như nó có hai cái ngã tư mà vậy, như nó không nối nhau là nó bị lệch qua miếng các bạn không? Rồi, oh, đây là quân thập tự luôn á nha các bạn. Rồi bây giờ rồi mình vừa đưa cho đồ cho ổng xong, ổng lại đưa cho mình một cái này hình như là một cái lá thư yêu cầu mình đi gửi cho mình cái bà Mary nào đó mà bà nằm ở khúc trên này. Tại vì cái đảo mà cái khu này là mình chưa có thám hiểm xong. Ờ, chắc là đi gặp được một quận trưởng nữa rồi. Cái này là à, nó mở thêm cái này cho mình. À bây giờ thì mình sẽ có thêm cái này là của những người dân thường hạng thấp, còn cái này là ở đây nhà hạng cao nè. Biết ngay là nó đòi nó sẽ có đá có đồ ở đây mà. Rồi nhưng mà cái xây cái này nó phải cần cái mỏ đá hả? Cái mỏ đá nó nằm ở đâu, mình có thấy cái mỏ đá nào đâu. Cái này chưa cần đi, giờ mình nghĩ mình cần cái này trước nè. Rồi. Cây cối tùm mà rậm rạp quá. À đây nó tự lên cấp rồi nè các bạn thấy không? Nhưng mà lên cấp nhà như tự động nó tốn hay sao ấy. Rồi khi mà xong cái này tự động là nó lên cấp thôi. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu có nhiều thị dân hơn rồi. Cái này là tầng lớp cao hơn nữa nè, tầng lớp này chắc là chưa có, này hình như là noble luôn, quý tộc các bạn. Cái này là dạng thị dân thôi, còn cái này là dân thường hạng thấp nhất đây nè. À, một ông cho đi thám hiểm đi. Ông này tới ông này chủ yếu là để mua công cụ, tại mình chưa tự sản xuất công cụ được. Rồi, mà biết dân mình đủ ăn không ta? Vậy là cái này là mình quy hoạch khu này là khu dân cư à? Khu này là mình khu sản xuất nông nghiệp. Rồi. Để coi nào. Khoan đã, bây giờ mình phải xây cái này trước rồi mình quy hoạch thử rồi. Đây. Nó vô như vậy, khoan đã, cái ruộng là 3 đúng không? Từ nào. Rồi. Mà từ từ để mình xây xong một cái rồi mình tính tiếp mới được. A few lumberjacks could replenish your dwindling supply of wood. Đây. Để coi. Đây đúng rồi nè. Rồi xong. À rồi, ok. Từ để coi coi. Vậy thì hình như không đủ cái nhà dân luôn chứ. Nó bị dư mảng này hơi dở rồi nè. Từ để xây một cái nhà dân mình trấn vô đây luôn cho đỡ phí chỗ các bạn. Muốn quy hoạch đường đi nó thẳng tắp nhưng mà có vẻ như hơi khó. À, mà nhà dân ở đây là không xây được. Đó. Dở thế. Rồi khoan đã nào. Cái này là nó không có kết nối đây nha. Rồi mà khoan đã, để coi coi.
hình như là mình xây cái công trình gì đó là nó phải nằm kế bên nhau luôn. À đây trấn cái này vô đây đẹp nè, cái này là xây cái này để nó cái trong việc sản xuất nó nằm kế bên cái kia luôn. À mà mình đang hết cái công cụ rồi, phải đi mua. I am being far too generous. Ông này à, ổng thưởng cho mình một cái tàu. Ok, hay hay hay. Rồi vậy là làm xong nhiệm vụ cho ông này, ổng thưởng cho mình một cái tàu. Bây giờ mình tàu mình đang ở đây đúng không? À rồi, đây đây đây. Hình như bà cái này lãnh chú quận trưởng này là nữ hay sao? À đúng rồi nè, Mary nè. Hay quá. What is your wish? À quận trưởng này là nữ, bà này nhìn cũng ra dáng hiệp sĩ, hiệp xuyến đồ chứ. Bà có danh trại, có đồ luôn cái này. Đảo bà này tôi nói phát triển. À cái cua hào của bà nằm bên, à không, cái này cái chợ, cái chợ ảnh cá. Rồi. Ok ok, em sao không sao. Ở đây mình đi chuyển thư cho ông này. Ông này ổng đòi tiếp tới 5 cái áo. Rồi mình phải đi xây cái lều gì đó nữa. Từ từ. À cái công trình xây dựng mà cái để mình nó may quần áo á, nói chung là cái nhà may á các bạn. Cái này là xây muốn mà phát triển tối đa là phải đủ 4 cái ruộng. À rồi, hiểu rồi. Rồi. À, đây bà này cũng là dạng cung cấp, vậy như bà này cung cấp nhân sự cho bên quân đội nè. Cái chỗ này giống như cái chỗ tập kết quân đội, còn chỗ này chỗ huấn luyện hay sao á, mình không hiểu nữa. Rồi. Bà này thì bà này để coi nào, bà kêu mình chở vũ khí đi cho bà hay sao á, mình không hiểu nữa. À chưa hả? À cái chỗ này chưa mua bán gì được. Hình như là mình đi tới đây mình lấy vũ khí cho bà hay sao ấy. Để thử coi. Rồi riêng chỗ này thì để vô the coi nào. The doors of my storehouses are always open. It's not my place. Đây. I hope you find what you're looking for. Đồ về nào. Mua gom luôn, tiền nhiều mà không sợ các bạn. Well, my offer still stands. Rồi không, anh em mua hàng giúp anh nhiều vậy là anh phải ưu ái cho em xíu nha. Rồi. Tôi phải đợi công cụ về đó các bạn. Rượu thì nó tới thẳng rồi luôn, nhưng mà hình như là mình chở đồ mình đi bán được nữa cơ. Đây là có tàu nó tới nó mua luôn, mình không nhất thiết phải đi bán. Ở mấy chỗ này là chắc là giờ thiếu mỗi công cụ thôi sao ấy. Dân mình thì có vẻ như đang rất hạnh phúc. Nhà này nó lên với người dân khác nè, nhưng mà cái người này sẽ thường là khó chiều hơn các bạn. Cái này là cái thuế mình đánh họ nè, mà nhu cầu họ nhiều hơn. Họ cần như quần áo này nè. Cái này là hình như nhu cầu giải trí nhưng mà chưa có. Cái này nó không gọi là giải trí mà như cái này nó gọi là cái gì. Hình như là nó dễ hình hai cái mặt, mấy cái mặt nạ này thì thường mình nhớ không lầm thì nó là cái dạng mà nói sao ta, vậy như nó còn đi coi kịch hay cái gì á. There are certain to be some volunteers in your city. Rồi thôi gì xây sáu cái nhà dân lên cái đó. Cái khu này quy hoạch là khu dân cư mà. Rồi, Marie has sent you. Rồi, hay quá, mình đã lấy được vũ khí cho bà này rồi. Cái này cái mỏ đá mà tại sao nó lại là cái nơi, à chắc là cho vũ khí để tạm đây thôi. Bây giờ mình mới phải đem lên mình gửi cho bà này. Rồi, đây. The angels have proclaimed. Ôi, bà này bắn gỗ hả? The new weapons will make my knights invincible. Thôi, có chỗ mua đồ là tốt rồi. Tàu mình về chưa? Về tới chưa? À, hay. Rồi, đây, bóc vũ khí bỏ qua. Đây là bóc công cụ, đây không phải vũ khí, này là công cụ thôi. Rồi xong. Mà công cụ mà có đủ là mấy cái này tự động nó lên hay sao ấy. Cái này như là lính của mình hay cái gì nhỉ. À, nó có mấy hàng nó xanh xanh lên đây nè. Bấm vô đây cái quản lý dân cư rồi. À mình chưa có tầng lớp này mà mình chỉ có mấy có thị dân với lại dân thường thôi. À rồi đây nè, hàng cái nhà nó lên cấp rồi đây. Rồi công cụ có rồi thì bắt đầu mình nhét cái này vô. Rồi xong. Hình như là nó phải kết nối với cái chợ, giống như là kết nối với kho hàng hoặc là kết nối với cái nơi sản xuất luôn á, thì nó mới nó làm sao ta, nó mới có nguyên liệu để nó phục vụ sản xuất, còn nó sẽ báo là thiếu nguyên liệu. Nhà thờ nó, à mấy cái này nó không có nhà thờ. Sao bây giờ chúng ta có thêm một tài nguyên nữa là đá nha các bạn coi chừng. You have a wider range of buildings available. Nhưng mà bây giờ
muốn xài vậy thì mình phải mua được đá đem về chứ, hoặc là mình phải có cái mỏ đá mà mình đâu thấy mình có cái mỏ đá nào đâu nhỉ. Game này nó hơi làm khó mình phải. Ôi trời, nó mở cái nhiều thế. Cái này là cái mỏ kim loại, cái này nó ghi là Stone Mason Hut. Cái này nó ghi phải để đọc coi nó là cái gì. Nó ghi là phải gần cái mỏ đá này đúng không? Mình đâu có cái mỏ đá nào đâu, đâu có xây cái này được. Cái gì đây? Bà này bà nói gì vậy? À, mình tàu mình tới rồi, tại đường đi nó hơi xa. Tao rút ra lão này quay khác. Rồi ok, bà này bà cảm ơn mình bằng gỗ và công cụ lao động hả? Rồi ok, em cảm ơn chị. Rồi, chắc cũng nên tranh thủ đi thám hiểm một chút các bạn, chứ chúng ta cũng không nên ngồi nhà nhiều quá. Mình có hai chiếc tàu, tập trước mình có một chiếc thôi, tập này mình có hai chiếc. Thành ra là mình chơi thì mình có hơi chậm, hơi dở tí. Tại điều kiện ít đó, nó dễ hơn. Rồi đây. Rồi bây giờ chúng ta đã có công cụ rồi, nhưng mà cũng khoan đã. Quần áo thì ở đây nó... We were on our way to the weapon blessing and ran aground on the reef. Oh, tàu cháy. Mình cần bà này cần 10 gỗ hả? Rồi từ từ đem giúp chị. Không sao, gỗ mình đang thiếu phải chia cho bà ấy thôi. Hoặc là mình có thể về đảo của bà ấy mình mua gỗ cũng được. You have discovered a new island. Quay đảo, quay. Khoan, về đảo bà mua gỗ hay là tại gỗ mình cần để mà mình xây dựng. Chứ mình giờ đem gỗ đi nữa rồi lấy gỗ đâu mà xây. My visions never deceive. Rồi từ từ khoan đã. Từ từ em cứu chị ngay đây ạ. Cũng may game này nó không có quản lý về mặt thời gian, chứ không mà mình ngõm. Rồi đây, hay quá. Lại có thêm nhà cho dân ở. Dân mình bây giờ được 362 người. Tiền thuế coi như là cũng khá là ngon ấy. Nhà này nó không nằm gần nhà thờ, nó không có được đáp ứng nhu cầu tôn giáo, nó chỉ đáp ứng nhu cầu uống rượu thôi. Nói chung là ở cấp thấp á, thì người nhu cầu vẫn ít, nhưng mà khi mà càng lên cao nó đòi hỏi càng nhiều các bạn. Quần áo bây giờ thì không thiếu nữa. Nhưng mà này nó báo là thiếu đồ ăn. Ủa, thiếu cái gì? Tôi mua cá nhiều đó không đủ ông ăn à. Hình như nó chắc nó đòi nhiều loại đồ ăn hơn hay sao ấy nhỉ. Nhưng mà bên này còn cái gì nữa đâu. Rượu, gỗ gì đầy đủ hết rồi. Có cái này là mình chưa xây được thôi. À mà chúng ta chỉ được có một cái tổng kho ở đây thôi. Nhưng phải xây bên này, nhưng mà cái này phải có đá. Cái này thì cái mỏ kim loại này cũng cần đá. Cái này thì cũng cần đá. Cái này cũng cần đá. Cái này cũng cần đá. Cái này thì không cần, nhưng mà cần gỗ. Cái này là để sản xuất dây thừng hay sao ấy, chắc phục vụ quân đội. Cái này thì nó cũng cần đá. Cái này cũng cần đá. Sao cái nào cũng cần đá mà tôi không có cái mỏ đá nào thì tôi sống làm sao đây hả trời. Your arrival is a sign. Last night, okay, you okay, were sent to me from heaven. Mua tí gỗ rồi ạ. Rồi xong, cảm ơn chị. Rồi, bà cho mình 5 gỗ, bây giờ bà xin lại 10 gỗ, bây giờ bà cho mình cái khác nha. Từ từ em tới đây, chị ráng dập lửa đi. This crusade is the will of God. Cái chợ này thì nó chỉ tới đây, nó không có qua tới đây thì mình không lập một cái cảng cá bên này được. Mà thật ra cũng không cần, tại nó quá xa khu dân cư. Please hurry. The knights must not under any. Em tới liền. Ở đây bà nó ăn dặm là mấy cái trái nho rồi nè, để mà làm rượu đây nè. Rồi 100% là rất tốt. You have come to help us out. Rồi, God bless you. Okay. Thanks to you, we will still arrive at the weapon blessing in time. Rồi xong, sao mình còn vô đây với đem về cũng được. Mình không thiếu lắm, mình ra cũng không phải là quá mức. Cái gì đây? Oh, ủa tàu mình đâu? Ê, tàu tôi đâu? Đừng nói tàu mình xuống biển, đụng phải đá ngầm nó chìm luôn rồi nha. quay. Tàu mình đây. Hú hồn hú vía, tại đây là nó mình kéo lên cao quá mình không thấy đường. Rồi lại phải đi vớt người, ở đây là không phải vớt cái đồ mà là vớt người. Cái đảo này là một cái đảo mới, mình vừa mới khám phá ra nó. Rồi. Nothing can stop your settlement from growing. Rồi bây giờ mình vừa mới khám phá, mình tìm được một cái hòn đảo mới luôn. Như là map nó mở rộng ra dần các bạn ạ. Hình như là cứu 5 người hay sao ấy. Đây là 5 cái áo hả? Mình còn phải tuyển dụng hiệp sĩ nữa hả? Ủa, hiệp sĩ là tuyển dụng thì sao? Ví dụ hiệp sĩ do cái ông này nó cái bên nhà thờ, cái bên tôn giáo này nó đòi hỏi mình lắm đó nha.
Tại hiệp sĩ là phải có xuất thân quý tộc, mà giờ làm sao kiếm được cái đứa nào nó xuất thân quý tộc để mà mình nhờ đây. Hàng hóa nó cũng chia nhóm nữa hả? À rồi, đang dư hai cái áo thôi. Này là hoạt động chắc là ở đây là thiếu, à là sản xuất không kịp rồi. Rồi ok ok, tôi hiểu. Biết vậy mình xây cái chợ bự bên này luôn, mình không thèm xây cái chợ nhỏ. Tại nó nhiệm vụ nó yêu cầu thôi. À cái ông nào mà nó báo xanh lên là mình nhấp vô là ông đó là hiệp sĩ. Hiểu rồi. Sau đó là mình sẽ phải chở mấy hiệp sĩ này qua nộp cho cái ông kia. Trời ơi, nó bắt tôi nộp dân kìa trời ơi. Có khác gì hoàng đế của đại đế bắt chư hầu nộp người để làm lính hay không? Nó không mấy thằng này chắc là hiệp sĩ, mà hiệp sĩ mà dạng như xuất thân từ dân thường á. Và hiệp sĩ nói chung là quý tộc này không phải là quý tộc dạng quý tộc thành thị các bạn. Hiểu rồi. Mình đọc lịch sử thì mình biết cái vụ này, rồi 8 người là thiếu 2 thôi. Rồi còn ông nào nữa không? Nó cái ông đó phải có cái dòng xanh trên người á mới được. Quý tộc thành thị các bạn. Còn 47, ở đây hiện 100. Sao cảm giác là nó xây dựng yếu quá vậy, nó sản xuất yếu quá vậy ta? Chắc phải xây thêm một cái nữa. Cái gì mà lắm công trình thế? Tại hình như là trong lát nữa là mình còn phải cái này cái kia nữa cơ mà. Tức là mình còn phải cái làm dây thừng nữa, chứ mình đảm bảo kiểu đó, với kiểu gì nó cũng kêu mình phải làm dây thừng rồi thôi. Rồi qua từ mình phải chừa một ô ra. Rồi đây, không nên lấn đường nhiều quá. Rồi đây, rồi xong, kết nối rồi. Này nó nói được chỉ hai chỗ nè, hy vọng là nó lên, chứ mình thấy cái công suất, cái năng suất của nó đang giảm, chỗ này là hơi bị nguy hiểm ấy nhá. À qua đi vớt người chết đuối tiếp, ấy lộn, vớt người gặp nạn tiếp, lộn. Quay nhưng mà tàu tôi đâu? Rồi đây, ok, từ em chở đi liền. Để coi mình nhìn cái nhiệm vụ coi. Cái vụ cứu người chết đuối lại à, là ông này luôn hả? Cái cứu người lại nhầm, cứu người bị đấm tấm tàu, cứ chưa, người ta chưa chết cứ nói người ta chết đuối. Và ông cảm đôi khi hay nói nhầm lắm, vậy cái này dễ nói nhầm. Coi nào, làm sao mình biết ai cái người có cái dòng xanh rồi ta? Chà, có đây. Rồi xong. You call these hicks knights? You're not. Bây giờ thì mình phải đem 10 người này qua cống cho ông kia hả? Ông ép tôi hơi quá rồi đó nha, ông bắt tôi cống dân đó nha. Mà thôi, tại tôi nể ông, tại ông làm việc cho giáo hoàng đó nha. Nhìn cái thanh niên này không liêm, mình ra là mình chẳng muốn làm nhiệm vụ cho cái thanh niên này. Cái ông kia nhìn rất liêm các bạn. Không biết là tương lai mình có phải đấu với ổng hay không, nhưng mà thật sự là đấu với ổng thì mình cũng không muốn. Nhưng mà đấu với cái ông này thì mình không có gì để phê bờ, không có gì để nói. Rồi đây, qua đây luôn. Đây tôi chở người tới, chắc mấy ông này là cũng là lính mà đang trên đường đi tới nơi á, thì bị cái này các bạn. Rồi công suất đang đảm bảo rồi này. Rồi quần áo rồi, để coi. Kỵ dân thì chứ mà không còn cái quần áo đâu, nó xài nhiều quá. Không mà cũng hợp lý thôi các bạn. Gỗ thì đang nhiều rồi này. Hình như là mình xây cái này nó bị thiếu một miếng thì phải. So, these are your best men. Chà, vậy hơi dở, nó thiếu chỗ xây nhà. Hay mình xây cái nhà thờ ở đây nhỉ? Ở vô dừa nè. Chả tiếc.
nhu cầu của người dân ta đáp ứng. Tại bên này nó cũng đang cần nhà thờ các bạn. Cứ xây đi, mốt mình mở rộng khu dân cư qua đó cũng được. Đây. Rồi ok, ok. Đó, vừa lòng chưa? Không đòi hỏi tôi hơi quá đáng rồi nha. Chứ là mình đang cố gắng giúp ông này đó là xây dựng quân đội, xây dựng cái này nọ kia đấy. Rồi bên này nó lại không bán cái gì cho mình mới dở nhỉ. Ở đây thì nó lại báo là cần 10 cá. Rồi ok, ông đòi hỏi. Rồi thôi không sao, không sao. Đây mình có hai chiếc tàu. Cho về đây hết đi, mình tập kết lại đã rồi mình đi tiếp. Rồi vậy là mình biết. Rồi vậy là hiểu rồi, nhớ rồi nha. Ông này thì ổng bán cho mình công cụ để mình xây dựng. Bà này thì bán gỗ. Tưởng cái đảo bà này bán cái gì, hóa ra bà bán gỗ. Mặc đồ của hiệp sĩ mà bán gỗ các bạn. Cái này chắc bà này cũng thuộc dạng quý tộc hạnh thị nè. Vậy như thương nhân á, sau đó là đi lên làm cái quần áo này mình hiểu rồi nha. Tại hình như là dạng như nó còn mua nữa các bạn. Cái này thì nó tới đây phải ưu tiên của này để mà mình xây nhà dân. Rồi. Rồi. Không sao, không sao. Thiếu gỗ thì lát nữa mình tính tiếp. Còn giờ mình phải đảm bảo có đủ dân cái đã. Cống hết 10 dân cho cái thanh niên kia rồi. Công cụ lao động mình cũng đang thiếu. Rồi bây giờ thì 10 cá đúng không? Rồi cá còn không đủ ăn nữa, lấy gì mà cống 10 cho nó. Rồi thôi đi khám phá xíu vậy. Rồi khoan để khu bên này chắc không có gì. Mình chạy trên này thử coi. Sao tại mình có hai chiếc tàu, ít nhất cái ông này ổng cũng tương đối là ok đấy. Ổng còn chịu cho mình một chút đồ. 84%, sao nó bị còn có 84 ta? Chắc là phải trồng thêm cây hả? À còn phải tự đi trồng cây à. Lên 87 rồi này. Ở lúc này cho nó tự xử được không ta? À được. À nó đốn cây nhiều quá, thành ra bây giờ năng suất nó giảm và số cây bị giảm. Ê, trời ơi. Chắc phải thêm cái cảng cá rồi các bạn ơi, chứ nhiêu đây không đủ cá cho nên gì đây, thiếu cái gì đây? À giờ không, không có gỗ, không đủ gỗ. À rồi bây giờ hiểu tại sao mà cái màn này nó cho mình cái à cái gì, sao gỗ mình tự nhiên hết vậy? Hình như là nó báo là dạng như có đang có người tạo nó tới nó mua hay sao á, cho nên là mình mới bị gỗ, hết gỗ. Rồi thôi hết thì đi mua. Thì ra đây là chính là mối liên kết của mình với bà này. Ok, đã hiểu, đã hiểu. Chỗ này 99 là thôi cũng còn được. Tại vì hàng hóa mình để ở kho là vậy, như có đứa nó tới nó mua các bạn, thành ra mình phải sản xuất nhiều một tí. Ok, ok, hiểu, 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 hiểu. Đây, mình xây cái này tự nhiên nó phải ngoài biển rồi, không xây ở đâu được. Xây sát sát như vậy đó, khi nấy nó hơi sai sai nhỉ. Nhưng mà tại nhà dân thì như để vô đây không được, thành ra cũng không cần phải lo cái vụ đó. Rồi ok thôi cũng tạm được. Nếu đã không được cái gì mình nhét cái này vô đây được không ta? À mà cũng không có, không có gỗ để xây. Nó thiếu đủ thứ trên trời dưới đất hết. Rồi xác định khu này là không có gì rồi. Hoặc là map này nó chưa mở chăng? Tại mới bằng 2 à, nó còn mình nghĩ là nó cái khu này nó còn mở rộng nữa. You were sent to me from heaven last night and any rồi, okay, goods we can spare shall be yours. Em chừng để coi nào. À tối đa là 40 gỗ hả? À, vậy mình mua 40 đi. Last night. An angel appeared to me in a dream. Rồi ok, cảm ơn bà chị nha. And our emperor's banner. Em mang về đây. My visions lão never đang đòi quần áo nhưng mà giờ quần áo mình đang không có để mà rồi về chất gỗ lên xong mà còn phải đi mua công cụ nữa đây này.
thôi, giờ xây nhà cho dân ở mới là cái quan trọng. Rồi xong. Rồi lại có một khu dân cư không có cần nhà thờ à. Nhà thờ nhiều quá vậy. Tại cái tầm bao quát của cái nhà thờ nó không đủ rộng các bạn. Cái đảo của mình thì mới vô là bữa nay nó chỉ mình cách mở rộng rồi, vậy là mở rộng có thể bằng cái chợ này, cái chợ đây là chợ lớn. Rồi ok, 30 phút mình canh nha, 30 phút tự động nó game để tránh nhiều khi mình chơi không kịp. Rồi mình bị mất cái gì đó. À rồi ok, hai cái đảo này mình phát hiện được rồi. Rồi muốn định cư cái đảo này chắc là phải, tại cái đảo này còn chưa khai phá hết nữa thì làm sao đi mua cái đảo khác được. Để đi xây cái đảo khác được. Từ mở rộng thì phải từ từ các bạn, không được vội. Mà nó cũng đang được khấn rồi nè, nó cũng được kết nối với chợ rồi, cái nhà này mới không được khấn, cái nhà này mới không được, không có nhà thờ nè, tại xa quá nó không đi, mặc dù thấy cũng chả có gì xa mấy, nhưng mà rượu giờ không thiếu, rượu mình quá trời quá đất luôn mà không có đứa nào nó chịu. Đây à, rồi để mình đem rượu đi bán vậy. Giờ là mình cũng phải tự đi rao hàng thôi. Đây cũng may cái này nó nằm ở đây. Qua đây mua tí công cụ đem về. Cá thì từ từ tính, nó đánh chưa đủ nhanh. Coi nè, rỡ công suất 100% là tốt rồi. Giờ là năng suất ấy. Rồi có gỗ rồi, ta đi xây nhà tiếp. Bốn cái nhà dân, năm cái nhà dân, sáu cái nhà dân, hay quá. À đường thì xây được nhưng mà nhà dân không xây được, nó phụ thuộc vô cái chợ này nè, tại cái chợ này nó bao cái nhà dân tới đây thôi. Mình muốn có quý tộc cấp cao mà chưa được, có quý tộc chưa được, mình chỉ mới có được thị dân thôi các bạn. Mấy ông, tại mấy cái ông này chưa, nhu cầu không được đáp ứng rồi nè. Nhưng mà vấn đề là cái này thì đáp ứng bằng cách nào nhỉ? Cái này là cái công trình nào nó cung cấp? Tại bên này nhiều quá mà mình không có đá, không xây được. Chắc cái này không ta? Tournament Arena. Cái này dạng như cái chỗ coi đua ngựa hay đấu hiệp sĩ. À đúng rồi, cái này thì Trung Cổ thì nó là cái dạng nó gọi là đấu cái gì nhỉ? À hiệp sĩ đấu thương nha, mà đấu bằng thương gỗ thôi. Cái này quán rượu, mà quán rượu thì nó cũng cần phải có đá. Rồi nói chung là giờ mình phải đi kiếm đá các bạn. Rồi xác định là cái khu này không có gì rồi. Muốn lụm đồ cũng không có nữa. Rồi đây. Về. Rồi đây. Feel free to come and have a look around. Đây, em bán anh. Of course. Rồi, cũng được chút tiền các bạn. I regularly acquire goods from the empire. Đem về được 17. Rồi tốt, có tàu nó vô nó mua hàng. Rồi cá đủ rồi nè, quần áo mới được 3 thôi, thằng này chắc nó vô nó mua. Mình không cấm nó mua được, tại nhờ nó mua mình mới có tiền. Rồi thôi để mình xây thêm một cái nhà thờ ở đây vậy, không nên tiếc với dân các bạn. Mà phải đem công cụ được về đó. Cái ông kia cho ông đợi quần áo luôn đi, cũng chả phải cái gì gấp gáp lắm để mà mình phải lo lắng. Cái này nó dưới cái núi này nè, xây ở đây không ổn lắm. Có mấy con thú rừng ở đây luôn hả? Cái gì đây? Ồ, có một cái đảo đây nữa hả? À mình tìm ông này là cái chữ brother này hình như nó dịch là huynh trưởng đúng không bạn nhỉ? Tại cái này nó là một cái chức vụ gì hay là một cái cấp bậc nào đó bên tôn giáo thì mình không có theo, mình không có rõ nữa. Bạn nào theo đạo cho vui lòng cho mình biết cái nhé. À mà cái chỗ này là nó có thể cung cấp hàng hóa cho mình, còn nhà thờ mà cũng cung cấp được gỗ với công cụ lao động mà hay vậy. Rồi nhưng mà bây giờ để làm cái này mình phải kết nối ở đây. Nó yêu cầu mình là mình phải xây được cái này ở đây, mà cái này thì đòi hỏi ba gỗ và hai công cụ. Rồi ok hiểu rồi. Rồi vậy đi gặp bà này đi mua gỗ nè, rồi sau đó là đi gặp ông kia mua công cụ quanh lên đây xây. Rồi
rồi đây. Rồi vậy là cái khả năng dự trữ của mình là nó có giới hạn nha. Cái kho này mới là kho chính, còn cái này là nó là cái kho phụ thôi, nó cũng chỉ tới đó là cùng. Hoặc là muốn thì chúng ta phải nâng cấp mà chúng ta không có đá. Giờ thì chắc là mình hiểu tại sao nhiều thanh niên thích chơi đá rồi. Rồi đây. Rồi nếu đã lỡ vậy rồi mình cho luôn hai cái này đi. Đây nhà thờ này có gần hai cái đài phun nước. Tiêu dùng luôn hai gỗ. Rồi vậy là dân ở đây là nó có được. Nhưng mà khi mà nó lên cấp xong thì nó lại đòi ăn ngon. Cái này không biết là nó thiếu ăn hay là nó cần cái loại thức ăn khác nhỉ. Mình nghĩ chắc là nó cần một cái loại thức ăn khác nào đó. Tại vì là à đúng rồi, nó cần thức ăn khác nè, nó cần gia vị các bạn. Trước đây là chỉ cần ăn có đủ thức ăn thôi, còn bây giờ đòi ăn là phải có gia vị nữa cơ. Bó tay luôn. Này là cái đài phun nước ở dạng làng thôi, cái dạng làng quê các bạn. Rồi hiểu, tôi đã hiểu. Bấm vô đây là mình có thể coi được nè. Mình vẫn chưa có mấy ông quý tộc cấp cao, nhưng mà thị dân của mình đang lên. Cái tầng lớp dân nghèo nó đang thấp xuống rồi. Có vẻ như là bây giờ chúng ta đang dần nâng cấp lên thành cái tầng lớp trung lưu, nó khá là nhiều. Bây giờ thì để coi hàng hóa đủ chưa, mới có 3 cái. Có vẻ mình lắm lúc mình có cảm giác là mình phải có thêm. Hồi nãy nó kêu mình mua nhiều ta. Ê, tiền đâu em mua nhiều như thế. À quên. Ở đây là mình mua, ở này là mua chừng hoa mua 1 chục cái đi. Last night, an angel appeared to me in a dream. Không phải, tại cái đó mình nhiều quá, mình đem về mình không xài hết, uổng lắm các bạn. My visions never deceive me. Rồi. This crusade, cái tàu này giờ chở 10 cá đi nè, đúng không? Đây, giờ tôi cũng biết mua gia vị ở đâu cho mấy ông luôn á nha. Đòi hỏi quá đáng mà, tại lúc này hình như châu Âu không sản xuất được gia vị nha các bạn. Mà cái đó là hình như là mua từ bên phương Đông về đấy. Rồi. Ok, mà nó kêu mình xây một cái này bên đó, không lẽ giờ nó cho mình quản luôn cái đảo đó hả ta? Tại vì nhiệm vụ của mình là phát triển dân sự, cái đảo này mình chỉ thấy bên tôn giáo thôi, khả năng cao là nó sẽ cho mình quản lý luôn cái bên phần bên đó. Không nè, nó chỉ vô coi là cái này là gia đình, này vậy chỉ có cần là gia đình thôi, rượu thì có rồi, rồi có uống rồi. Chắc mốt nó còn đòi nhiều loại rượu nữa, nó rồi bây giờ nhà thờ nhỏ thôi. Còn mốt chắc là đòi nhiều loại nhà thờ nữa đây. Gì đây? Thank you for your active support in this matter. À đây, à cái mỏ đá này hình như thuộc cái quyền quản lý của ông này luôn thì phải. It's not my place. À không, của người khác mà. À không, chắc của ông này luôn á. Tại vì nó có cái biểu tượng này thì phải nè. Rồi thôi, của ông sao? This crusade is such a. Rồi có ăn rồi thôi. À ông cho gỗ với công cụ đem về nữa đây, hay quá. Rồi ở đây mình đi mua công cụ. To a fair deal. If you have wood. The doors of my storehouses are always open to you. If you lên kia xây thiếu đủ nhiều mình tính tiếp. Giờ chạy anh đây đã. Let's shake on it. Để coi nào. Rồi ok, nó hình như là rượu đang xuống rồi. Sao kệ nó. Tạo được à đây gỗ mát rồi, mình đang có quá nhiều gỗ. Rồi từ nào, chỗ này là một cái đây thêm một khu dân cư nữa nha. Từ để làm đường. Rồi, ok, mình phải móc lên đây trước đi. Rồi, kéo tiếp, tại nhiều lúc kéo kiểu kia nó không hiểu. Đây, một khu dân cư nữa. Đây, gỗ. Sao? Rồi, rồi, vậy ở đây chắc là lại phải xây mấy cái đài phun nước để trám vô rồi. Đây, ok. À, vậy là cái chỗ này hơi bị sướng nha, mình làm đường cho nó thành vậy luôn. À, ngon.
Này là nhà hai mặt tiền luôn á, em với nhà này ba mặt tiền nè. Nhà này hơi bị VIP, hơi bị VIP. Còn VIP hay Việt thì mình không biết. Rồi đây. Dẫn ba. Chắc nó lên thành cấp cao này rồi, nó mặc đồ nhiều quá. Không có tích lũy đủ các bạn, ở đây thì còn hoạt động 100% công suất rồi mà không kịp luôn á. Rồi. Ok, để coi nào mình xây cái này ở đâu cho đẹp bây giờ ta. Hay là mình xây bên này nhé. À hình như nó bắt buộc phải xây ở đây. Rồi, thôi cũng được. Cái là xây ở giữa, nhưng thường ở giữa để lát này mình xây hai cái cảng cá kế bên. Nếu thật sự nó cho mình quản chỗ này. Rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là mình phải xây đường ở đây. À bây giờ tài nhưng mà tài nguyên bên nào là bên đó xài nha. À nó lên đây hết rồi. Rồi thôi vậy cũng tốt. Và đã kéo ra hết cỡ đi để có gì lát còn xây nhà. À rồi đây. Rồi thôi ok, chỗ này coi như mình làm cái đường bự bự tí cũng được. Rồi xong, không sao hết. Rồi bây giờ kết nối được rồi là mình có thể mua đồ của ông này. Rồi mình mua nguyên liệu ở đây để mà mình sản xuất luôn. Mình xây nhà dân ở đây luôn. Rồi ok ok, tôi đã hiểu. Oh, hai. Rồi vậy là ở đây nó sẽ. Nhưng mà mình chưa được. À phải xây cái marketplace là cái này nữa cơ. Thì nó mới cho mình xây nhà dân. À tôi hiểu rồi. Bên này là không có xây được cái cảng cá, chỉ xây được ở đây thôi đúng không? À rồi ok ok. Mà đủ để xây không? Mà đủ hả? Rồi đây để bao hết cái chỗ này luôn là xong. Từ phải xích qua bên này một tí. Lát nữa mình xây cái kia bên kia làm nông trình nông nghiệp sao vậy? Rồi đẹp. Ồ mở rộng được thêm một đảo nữa rồi. À, nếu vậy thì mình phải đảm bảo cái đường đi nhỉ. Từ nào kéo cái đường lên đây là kết nối rồi nhỉ. Trời nó còn méo một miếng nữa. Buồn ghê vậy. À đây vậy cũng được, cho nó phình ra một tí cái chỗ này cũng không sao. Rồi đây. Qua cái cảng cá trước đi. Không sao lại không cho xây. Chắc là thiếu cái gì, thiếu gỗ. Rồi từ. Ở đây là nó đang chở hàng xuống cho mình nè. Rồi phải hàng là phải đợi nó ship nha. Chứ phải bấm cái có liền. Vô là ở cùng một đảo. Rồi ok ok, đúng là hồi trung cổ các bạn. Nó đang miêu tả cái tài nguyên ở đảo nào là đảo đó xài nữa. Còn hai rồi thôi chắc phải xây thêm rồi các bạn. cái đây là chắc chắn rồi. Qua đã, nếu vậy thì mình nên làm như thế này nhỉ. Ở chỗ này dẫu sao thì cũng không đủ ruộng để mà thôi đất để mình làm ruộng. À rồi đây, ok. Từ thứ ngày bên ngày bình tĩnh. Rồi đây để mình thêm một cái này ở đây nữa đúng không? Đây nó gần kho mà cũng gần chỗ cung cấp nguyên liệu luôn. Cái này là đủ nguyên liệu để dùng hay không? Sao nó 0% vậy ta? Mình để hai cái này ở đây được không nhỉ? Rồi được, đây. Có đài phun nước luôn là thích rồi nha. Bởi vì cảm giác xây cái này ở đây nó hơi sai sách rồi sao ấy. Nó phải có cái sự kết nối nè. Rồi ok, có kết nối, hú hụ với tôi. Tưởng xây xong nó không kết nối nữa chắc xỉu.
phải đợi một khoảng thời gian bắt đầu nó mới vận hành được. Rồi đây 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 đây. Rồi ok, nhà dân ha. Đây. Rồi xong. Chỗ này mình làm cái đài phun nước. À đúng rồi, mấy em tí nó không xây cảng cá dân đói nó trên nó lại quậy mình nữa. Rồi xong. Rồi, đây. Một khu dân cư mới nhưng mà khu này mình không phải là cái gì mình quản hết mà mình có cái ông bạn này ở đây. Ông bạn này xong khoảng thời gian ông lót hàng, ông sẽ có hàng để bán cho mình tiếp. À rồi, ok. Vậy tàu này cứ tạm thời ở đây đi, mình phải chia hai cái ra. Bây giờ hiểu sao nó cho hai chiếc tàu rồi. Ok, ok. Giờ thì mình không còn cái áo nào luôn. Chỗ này vận hành nhưng mà được có 40 mấy phần trăm. Trời, các bạn như không đủ nguyên liệu các bạn ạ. Không đủ nguyên liệu thật. Không đủ nguyên liệu thì phải đi xây dựng thêm cái nông trại rồi. Mà đã nên xây bên này nhỉ. À, để coi cái này nó bao tới đâu rồi nè. Tại nó phải gần cái kia nó mới phát huy được tác dụng. Rồi ok ok, hiểu hiểu hiểu. Để coi nhá. À đây. Hai nhưng mà hai thì không đủ rồi, như phải ba cơ. Cái này chà, thiếu một ô mà nó gây khó cho mình quá thôi. Cái này nó gần cái tổng kho nhưng mà nó lại không gần cái kia. Rồi này, nếu vậy mình xây như vậy thì mình chỉ được làm được có 3 cái thôi, không được 4 cái nữa. Nhà chỉ gần cái kho thôi, nếu vậy cái này mình xây sai chỗ rồi. Mình phải xây nó ở bên này mới đúng. Chà. Vậy cũng không ổn. Và đó, xây cái này ở đây đi. Mình phải thí nghiệm trước. Rồi đây có phải chịu một lần mới có kinh nghiệm được. Rồi thôi ok, cái này ba cái cũng được. Tại nó phải xây gần rồi, ok, rút kinh nghiệm là sao. Phải xây cái nông trại trước rồi mới xây cái này sau. Tám mươi hai có vẻ bắt đầu nó tăng lên rồi đấy, tại nó tổng số là hơn 100 rồi. Cái gì đây? À ủa cá đầy rồi sao không có ông nào đi làm cái gì đi? Thiếu ăn là sao? À như đang không có người ở đây. Mình xây nhà mà mình không xác định là có người đó, nó thiếu cái người làm công tác vận chuyển hay cái gì đó. Dân ở đây mới có hai người à. Rồi đã hiểu. Rồi đảo này thì chúng ta có thể có nguồn hàng. Very well. I'll set off immediately. Phải đợi thêm dân tới mới được. Đảo này có đúng hai người ở. Rồi xong.
nó đang đem hàng tới nữa đó. Bên này đảo này dân nhiều nè. Còn có 13 người à, không phải. À mà cái đó là cái số người đang làm việc trong cái chợ này chứ. À, giờ mình để coi 570 giờ dân ở đây là cái đảo này đang có tổng cộng là 650 người. À, bây giờ cái đảo này nó không tính là của mình à. Rồi cho nó tới đây nó mua cá không quá. Đây hết bên này đi hết gỗ rồi. Đây không có ai ở đây luôn. Trời, đây không có người. Trời ơi. Dở vậy. Bây giờ làm nó đâu có cái chiêu này là chiêu di dân đâu ta. Ông này ổng đợi quần áo nãy giờ chắc ổng cọc với mình luôn rồi đó. Này là nó chỉ mình cách mua hàng tại địa phương thôi. Mình đâu có cách nào mà mình di dân tới đây được. Nâng cấp thì lại phải có đá. Bên này ở sướng quá đâu có nào chịu qua bên kia. Chịu, quả này mình chưa nghĩ tới. I can't go any faster. Can't you? À rồi, ok, ông nói ông không đi nhanh hơn được. À cũng không sao. Để coi nào, rồi ok, quần áo. Đây hai cái chỗ dệt đồ đây nè, nó cũng đang còn thiếu nguyên liệu dữ lắm. Mà nó thiếu rồi có nghĩa là mình lại phải xây thêm à. Ồ, có vẻ như là nhu cầu nguyên liệu rất là lớn nha các bạn. Lên dạng miếng xây cái trang trại không mà cũng khổ nữa tới. Rồi đây. Rồi lại dư hai chỗ này chỉ có nhét cái đài phun nước vô thôi, nhà dân nhét như vừa rồi xong. Lại đang trong quá trình làm việc rồi. One of your plants has stopped producing goods. Cái đó tôi biết rồi mà tại có dân đâu, ở đây không có lấy một người dân thì sống làm sao. Ở đây cũng thu hồi được ít các bạn. Thế ở cái đảo này cũng chả được cái lợi gì. Mà khoan đã, nên để nó cái đảo đó xuất hiện đây là phải có cái gì đó nữa chứ không phải tự nhiên đâu. Dạ rồi đây có một cái quần áo là bây giờ không biết làm cách nào để mà cấm nó tàu nó vô đây nó mua nhỉ. Hay là cái này nó là cái à như cái này là mình tích trữ hàng hóa vô đây. Đó là sao không hiểu. Cái này là cái gì vậy? Là sao ta?
cái này nó ghi là trong room, cái này là cái này cái chỗ để mà để hàng hóa, kho để hàng hóa thì mình hiểu nè. Cơ chế con game này nó hơi khó hiểu. Nó không như Tropical, khó đi hiểu quá. Quần áo thiếu hoài vậy. Rồi chỗ này thành cái chỗ mình mua hàng đây, mình bán lại rồi các bạn ơi, chứ không phải thiết lập khu dân cư ở đây đâu. Rồi thôi cứ mua giùm cái ông này đi. Just a tiền để không làm gì, cái này chúng ta đang giống như có hoạt động thương mại rồi. Thiết lập khu dân cư ở đây giờ là hơi sớm, chắc mai này sẽ có thiết lập đó, nhưng mà giờ chưa phải lúc. Chúng ta đang dạng là mua đi bán lại thôi. Chứ là một cái điểm giao thương đó thôi các bạn, hiểu không? Đây, gỗ ở đây đang rất nhiều. Chỗ này thì nó chưa lên được. Mình cũng không rõ tại sao nó chưa lên được thành cái nhà cho tầng lớp trên. Chắc là trong xã hội thì vẫn phải có những cái người nghèo các bạn ạ. Coi nào, xây nhà tiếp, mở rộng khu dân cư ra nào. Rồi tiếp tục. Rồi đây, một khu dân cư mới nữa đã hình thành. Đây lên cấp rồi nè, đây. Rồi nhu cầu quần áo đủ, chỉ có nhu cầu thức ăn là thiếu, nói chung là dân giờ phải ăn ngon nữa mới chịu các bạn. 82, 51 rồi, nói chung là cái khả năng cung cấp nguyên liệu nó hạn chế quá. Chứ là có bao nhiêu nguyên liệu thì nó đẩy ra hết rồi đó. Nhà bên này vẫn không ai thèm ở. Rồi hơi sai lầm xíu cho khoản đầu tư tốn hết mảng tiền. Cũng may là tiền mình nhiều. Tàu này tên là Neptune, đặt tên thần biển, ông chỉ là Poseidon đấy. Con này tên là Santa Maria các bạn. Ôi cái này là tàu của Colombo mà. Here is your delivery. Rồi vâng, ok, cảm ơn ngài. Trong lúc đó có lẽ là mình nên điều tàu này lên đây thế. Sau đó chiếc tàu này sẽ đem hàng hóa về đi. Chứ để như vậy ở đây phí quá, không có xài. Đây tàu này đem hàng hóa về đây. Mình tập trung mình xây dựng cái đảo này cũng được. Đây nhà dân để không làm gì. Rồi tốt. Nó lên không tới, chưa kết nối đường xá chỗ này được, tại mình chưa quản tới khu này. Rồi thôi cũng không sao. Wow, có vẻ như là số người tầng lớp dưới của mình nó càng tỷ lệ nó càng giảm đi, nó vẫn duy trì một con số nhất định để có những người làm cái công việc của cái nhóm người đó hay sao ấy. Đấy, có người nó vô nó mua đồ. À, nó đừng mua quần áo của mình là được rồi. 29 100. Cái này là nó đầy mà không có người vô. À xe đang tới hay sao nè. Hình như thiếu dân rồi đó mà làm một số công việc rồi. Tại bên này nó không cần lắm. Để coi nhà dân ở bên này chắc được hai cái là cùng. Đây đường xá chắc cũng vậy, cái cơ chế mở rộng này nó cũng làm khó mình chứ. Rồi bên này chắc là chơi cái khu dân cư nhỏ nhỏ xinh xinh thôi.
chưa được luôn. Bên này thì hình như là thiếu một miếng rồi này, thiếu một ô. Rồi thôi không sao, nhà thờ nên có một khoảng đất riêng thì chắc cũng được. Chỗ này thì chắc chắn không làm cái đồ khai thác gỗ ở đây được rồi, không đủ, không nó không cho mình xây cái đồ khai thác gỗ đi luôn chứ, mà thôi mình cũng không cần. Rồi ok luôn, game lần hai chắc hơn 1 tiếng rồi. Rồi ok, cũng nó nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nhà thờ thì không sao. Đây chắc đồ lên. Dẫn bà này nó à, như nó đây đây có người tới rồi đây. Nhà lên cấp tốt. Chỗ này tại mình hơi ngại trong cái mảng xây dựng, do là nó có thể ảnh hưởng tới mấy cái đồng gỗ của mình. À, ở này thì không sao hả? Rồi ok, nhưng mà dưới này có sao không đó? Chắc à rồi thôi, cũng nó có sao chắc cũng không nhiều. 96 à, không sao, nó trồng lại cây ô khác là được, nó không mất quá nhiều. Rồi ok, đây lại có thêm dân. Cái này là điểm uy tín nè. Cái này xài sao? Rồi xong mát luôn. Này đang dư cái này mà mình có cần đâu. Ủa hai hả? Chắc lại có tàu nó ghé vô nó mua mất của mình rồi. Và nếu vậy thì có nghĩa là phải có thêm một cái này ở đây nữa chăng? À, nó có kết nối về chắc được. Rồi à, vậy bất đắc dĩ quá thì lại thêm một cái nông trại này nữa. Nói sao thì cái này mình xài cũng nhiều mà. Đây nó nằm cái kế nhau vậy cũng được. Thích nằm vậy cho nằm vậy luôn. Rồi đây không như ý lắm nhưng mà chấp nhận. Rồi đây ba cái nhà mà không xây kịp nữa thôi tôi xỉu á. Ai đủ rồi nè, mừng quá trời ơi. Bây giờ hành 4 rồi. Có đứa vô mua, hình như dân mình nó cũng mua nữa các bạn. Tại vì dạng như cuộc sống nó lên mà nó phải mua để nó đáp ứng cái nhu cầu của nó chứ. Vậy là xem ra là mình phải cái này phải cân nhắc tới cái mảng này nữa cơ. Mình nãy giờ mình không có cân nhắc cái mã là dân mình nó sẽ mua cái hàng hóa này nhiều. Mình cứ nghĩ là cứ sản xuất ra giống như rượu thôi, ai ngờ rượu thì nó sản xuất nhanh mà cái này tại nó tại rượu là sản xuất không đẩy ra bán luôn, còn cái này là nó phải vừa nguyên liệu nữa. À đây rồi. Đây. Rồi xong, cuối cùng cũng có đồ để đưa cho ông này rồi, mừng quá. Dân mình nhu cầu mặc trang phục hơi bị nhiều á nhá. À đầy rồi nhưng mà không có đầy rồi mà tại à cái này nó đang đầy luôn rồi nè, đó là nó không chịu phải rồi. Rồi để coi nhà dân xây được ở đâu nữa không.
từ tạm dày trước đi. Em tí cũng may là không có cái chỗ đó đang đen ở trên, nên không mà mệt nữa rồi. Have you finally managed? Rồi xong, có quần áo rồi đó, ông vừa lòng chưa? I need ropes. Giờ nó cần ba dây thừng, tôi biết ngay mà. Nó đòi cái này được xong là nó sẽ đòi cái khác. Remember the ropes, ông này là không có hàng hóa cho mình, tại ổng là thuần tí bên tôn giáo quân đội thôi, còn bà kia là giữ thuần thì. Mà cái dây đó mình hiểu, nếu mà hồi nãy mình đọc không lầm thì hình như là nó cũng được làm ra từ cái này. À, vâng, chính xác luôn. Rồi đây. Và cái này cái tầm bao quát của nó có vẻ như rộng hơn các bạn. Excellent. Tại nó phụ thuộc vô cái mức bao quát của công trình nè. Cái này thì không nói làm gì, nhưng mà cái này nó phải bao quát tương đối rộng chứ. Cái này nó bao quát rộng lắm nè. Cái này bao quát không đủ rộng cho nên là nó mới bị thiếu nguyên liệu thôi. Để coi. Đây là mấy cái dây đúng không? Rồi. Vậy là giờ nó báo đây là mình sản xuất được rượu với cái này. Mà hình như là đôi khi cái dây nó mình nhầm cái gì đó rồi. Để coi. Nó là đây quần áo dư mà quần áo đâu cần nữa, giờ mình cần dây. Dây thừng thì chắc dân mình nó không mua cho nên là mình có thể đảm bảo được là cái đó là mình xài, cái đó là mình có hàng để cung cấp. Tại quần áo thì dân mình nó xài nhiều quá. Rượu. À nó rồi đòi rượu khác nữa rồi hả? Mấy ông thôi đòi hỏi giùm tôi được không? Mấy ông đòi hỏi nhiều quá vậy. À giờ bắt đầu thiếu rượu rồi. Rồi đây bắt đầu sản xuất tốt rồi đây này. Do cái này nó bao rộng cho nên là nó bao luôn cả cái kho nữa, thành ra là không sợ thiếu nguyên liệu các bạn. Please don't forget that ropes cannot be produced without. Tại hôm qua là mình chỉ khai thác thôi, nên nó dễ. Bữa nay bắt đầu liên quan tới mấy cái vụ mà trồng trọt này rồi nó khá nó khó hơn chút. The first ropes are being manufactured. Giờ quần áo dư rồi đây. Không biết ngay mà. Trên này chắc là vẫn vắng tanh như cái chùa Bà Đanh rồi. Nó không có ai đem qua kho cho mình luôn. Hoặc là mình có thể ghé đây mình mua đồ của ông này đem về, mà giờ mình không có thiếu nữa đâu. Đây là mình vẫn còn khá là nhiều. Rồi đây. Quần áo thì không còn quan tâm nữa, vậy cái này thôi. 100% công suất đây. Cái kho hàng đó rồi. Như nằm đầy phải. À đủ 3 nè, hay quá. Đây. Tôi gửi ông 3 sợi dây này ha. Rồi đó. Rồi thôi nha, đừng đòi hỏi gì hết nữa, cho tôi kết thúc cái tập này ở đây đi. Nãy giờ mình không có dám đi thám hiểm á, là tại vì cũng có lý do của nó. Mình đi thám hiểm rồi bắt đầu mình sợ vậy, như là nó mở ra quá mình không quản nổi nữa, cái map này giờ nó rộng quá. Mình không dở quản mà cái map nó quá rộng rồi, mình đã tập trung thôi. Thấy không? 14 người dân thường và 55 người, nói như là cái tỷ lệ của nó ở trong khu chợ rồi nè. Rồi gần được 1000 dân rồi, ngon thế. À, nó đang ghi dần thời gian mình chơi luôn nè. Mình chơi đến tập này là hơn tiếng mấy, gần tiếng 10 phút rồi. Are you finally rồi đó, nhận được đồ rồi, xong chưa? Look like they're about tôi được chưa ông? Well, we'll see mình làm hết nhiệm vụ luôn rồi đó.
sau nhiệm vụ rồi ha. Rồi muốn gì nữa không? Rồi gì nữa? À gì đây? À phải đưa cái ông kia tới gặp ông này. À, à cái ông huynh trưởng. Rồi này dễ. Để cái tàu ở đây là nó mình phải biết là không sai mà. Rồi xong. Rồi vậy chiếc tàu này tới đây, cái này vẫn không bán cái gì rồi mình biết rồi. Ok cho nó về đây nè. Chỗ này là đang thiếu người vận chuyển. Có vẻ như là mình đang ở trong trạng thái đó là thiếu dân các bạn ạ. Rồi nhét tạm được cái nhà vô đây cũng mừng. Cái này sản xuất tốt ghê, một cái là đủ. Mà tại dạng như hàng này là hàng quân dụng các bạn thấy không? Cho nên là nó chỉ có mình đem đi làm nhiệm vụ thôi chứ dân mình nó không có xài. Cái nào dân xài á nó mới mau hết. So, is that really wonderful? Rồi xong, ok. Rồi hết nhiệm vụ rồi. Quá. I have done it. Rồi, ok. Ông này ông đang xây dựng cái chỗ để ông luyện lính rồi đồ, mình cảm giác mấy chuyện giống như cái kho lương của ổng luôn rồi đấy. Rồi đó nói chung là cái kho hậu cần của ổng là ok rồi. Rồi được rồi ha, tha tôi được chưa? Rồi mình sao mà mình nghi nghi các bạn. Ông này mà đi rồi đảm bảo có một ông khác tới mà ông nó sẽ bá đạo hơn nữa cơ. Rồi ông này là huynh trưởng ra làm lễ cho mấy ông hiệp sĩ hiệp lực chinh ra trận nè. Rồi. May the Lord anoint these weapons that they might bear down on the enemy for the glory of the true faith and. Rồi ông đang làm lễ ông dựng công ảnh sáng rồi mấy anh kia đang tung hô chuẩn bị mở cửa ra rồi. Rồi có chiếc tàu này tới mà cái tàu này có súng đại bác luôn nha. À. Cái này thành công nhưng không chưa được đại bác, cái gì mình chưa có đại bác. I am giving you the opportunity. Rồi sau hôm phát hiện tới là một thanh niên còn không liêm hơn nữa cơ các bạn. Ông này là Cardinal Lucius. Biết là ông này là một chiếc sắc cao bên mặt tôn giáo rồi, nhưng mà các bạn nhìn ổng coi có uy tín không? Nhìn ông này giống như là tại cái tên Lucius nên mình nhớ không lầm, mình như nó là cái nó có nghĩa là con trai của Lucifer hay sao ấy. Nhìn ông này giống quỷ ấy, chứ không phải là giống một chiếc sắc tôn giáo, thậm chí là hoặc là một tôn giáo biến chất cái gì đó mình cũng không biết chừng. Ồ bữa nay mình làm được hết nhiệm vụ luôn này. Ai da hay thế nha. Rồi ok. What now? Rồi. Ok, chúng ta hoàn thành tập 2 rồi, bây giờ tới lượt tập 3 để coi nào. Tập 3 là nó ghi cái gì vùng đất hứa mình không rõ nữa. Nó kêu là mình phải giúp cái ông gai là ổng xây cái cảng và chuẩn bị cho tàu của phe thập tự chinh. Nhưng mà thôi chuyện đó tính sau, đó là chuyện của tập tiếp theo. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.